Không bao giờ mà quên. I will never forget. Mà ở trong đầu óc tôi không. When I'm reminded, I suddenly remember the pain. A chapter in the book opens. There is no way I will ever forget. I will never forget. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lần thứ nhất á thì nó vô rồi anh máng bà lớn người chạy thấy chạy theo nó câu qua thì là cho kẹo trong thủi đó mát ra cho ăn rồi cho ăn rồi cái đi tôi không nói là không nói rằng ấy nó đi thôi cái việc đi rồi cười đi chứ nó tiếng mình không biết rồi cười rồi ok rồi đi không có. Rồi đi, đi rào ra thì biết cái tiếng ok đó. Rồi đi rào ra rồi một đợt thứ nhì nữa thì cũng vô, rồi chế nước cho uống. Nó không nói gì, nói gì. Rồi coi là đợt thứ ba là đổ quân xuống mà giết ra đầu chứ không có giết thấy con này giết sạch hóa sạch không có còn nữa. This monument marks the ditch where the largest numbers of people were executed. Scores of people, rounded up in sweeps of the village, were herded here to be shot by Lieutenant Kelly and others acting on his orders. Đồng bộ là đùa như vịt, đùa xuống bưng tay nó nhồ đầu. Cái thì cháy cho mẹ ơi, cho tôi lên giờ tội quá đi. Đừng có bán tôi không có gì mà bán tôi tội quá. Người dân vô tội quá đi. Thì bán, ăn rào một lớp rào cái cháy im. Thì coi như là em nhỏ nhỏ về là nó bò theo mương canh. Thấy đứt ruột luôn. Bò theo mương canh mà tôi là sắp chết nó chặn ngạt quá. Tôi không có làm sao ấy. Mà có làm sao cũng không biết. Là bị thương nên không biết có làm sao. Thì mới bò về. Bò về biết tới nhà thì là thay lão đồng cớ ra. Đồng cớ ra đó thì cái thì đọc cùng lọc ô hiếp danh. Người thì có cái con tên nữ. Thì là rạc cứ mình đi dạy thì không biết là cái lý do làm sao.
No.
Namo Ajita Bhava.
I will never forget. When I am reminded, I suddenly remember the pain. A chapter in the book opens. There is no way I will ever forget. I will never forget.